Hello, chào các anh chị và các bạn. Mình vừa mới tan ca ra, đang trên đường đi về nhà. Con đường mình đang đi đó thì nó có hãng xưởng hai bên. Thì hiện tại rất là vắng tại đây vì những hãng xưởng này họ đã đóng cửa. Và ngày 15 tây tháng 5 này thì California sẽ mở cửa lại để làm ăn buôn bán. Thì hy vọng những cái hãng xưởng này sẽ mở cửa và nhân viên sẽ lại đi làm. Và các bạn sẽ thấy tình trạng náo nhiệt tại đây vào lúc mà tan ca. Và trên đường về nhà hôm nay, mình sẽ ghé vào một khu nhà mới của thành phố Irvine. Thì khu nhà này mình có đứa bạn nó đã dọn vào đây ở, nó mua cũng gần 1 triệu đô cho căn nhà 3 phòng ngủ và 3 phòng tắm tại đây. Và những căn nhà khác tại đây có một phòng ngủ, hai phòng tắm, chỉ có 1.001 square feet bán giá với 600.000 đô. Đã bán hết và những căn cũng hai phòng ngủ, hai phòng tắm giá từ 700 ngàn trở lên. Diện tích thì khoảng 1.200 square feet đều đã được bán sạch sẽ hết. Và cũng có một vài căn còn lại, ba phòng ngủ, ba phòng tắm, 1.800 square feet với giá là gần 900 ngàn. Và một căn là ba phòng ngủ, ba phòng tắm khoảng 2.000 square feet, giá khoảng 1 triệu đô. Và những căn này xây theo dạng là 3 tầng lầu và dính liền với nhau theo diện townhouse. Khi mà mình tới cái khu này đó thì mình rất muốn vào những cái căn nhà mẫu để mình quay nội thất để các anh chị và các bạn xem. Nhưng vì lý do COVID-19 hiện nay cho nên những người bán nhà họ không có để cho khách tự nhiên vào nhà xem. Chúng ta phải lấy hẹn và làm những thủ tục họ yêu cầu, sau đó mới được vào xem nội thất của căn nhà. Và bây giờ thì mình đang ở trên đường cao tốc chạy về hướng khu nhà mới ở Irvine. Và mình cũng có một số tin tức mình xin được phép chia sẻ đến với các anh chị em và các bạn. Về tình hình bệnh dịch COVID-19 trên thế giới, hiện nay đã gần tới 4 triệu người đã nhiễm COVID-19 và số người tử vong đã lên đến gần 270.000 người. Những người được bình phục khoảng 1.340.000 người. Và tại Mỹ, số người bị nhiễm COVID-19 đã gần 1.300.000 người và số người chết tại đây đã gần 77.000 người. Và những người đã được cứu khỏi khoảng 218.000 người. Tại California thì đã có gần 55.000 người đã nhiễm COVID-19 và số người chết tại California là khoảng 2.300 người. Và tại California có một tin rất là đặc biệt là cái ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại California không phải là do đi du lịch về mà bị nhiễm. Ca nhiễm đầu tiên tại California bắt đầu từ một tiệm nail. Đó là lời của ông thống đốc tiểu bang California, Gavin Newsom, trong một cuộc họp báo ngày thứ năm hôm nay. Los Angeles County có 29.427 ca nhiễm và 1.418 ca chết. Tại quận Cam có 3.092 ca nhiễm và đã có 66 ca chết. Riverside County có 4.756 ca nhiễm và 192 ca chết. San Bernardino County có 2.562 ca nhiễm và 108 ca chết. Ventura County có 608 ca nhiễm và 19 ca chết. San Diego County đã có 4.319 ca nhiễm và 158 ca chết. Và New York vẫn là trung tâm dịch bệnh COVID-19 của nước Mỹ. Nơi đây đã ghi nhận thêm hơn 400 ca chết và tổng số ca nhiễm tại đây đã hơn 340.000 ca và số người chết tại New York đã lên đến hơn 25.000 người. Bất chấp cảnh báo của giới chuyên gia, các tiểu bang ở Mỹ đã bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế để mở cửa lại kinh tế. Và Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây cũng nhiều lần nhấn mạnh về việc phải nhanh chóng mở cửa lại đất nước. Tổng thống Trump đã nói rằng chúng ta đều muốn có một cuộc sống trở lại bình thường như 3 tháng về trước. Tôi cũng muốn có một cuộc sống trở lại bình thường và chúng ta sắp trở lại bình thường.
Tổng thống Donald Trump đã phát biểu cho một cuộc gặp gỡ các đại diện trong các lĩnh vực kinh doanh về nhà hàng và khách sạn trong tuần này. Và ông cũng cho rằng đại dịch COVID-19 là cuộc tấn công nặng nhất mà nước Mỹ đã hứng chịu từ trước đến nay. Nó nặng hơn cả vụ Trân Châu Cảng hay là vụ khủng bố 911 vào năm 2001. Và số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong 2 tháng vừa qua đã vượt hơn con số lính Mỹ đã tử trận tại cuộc chiến Việt Nam. Và con số này càng ngày càng tăng lên, dự đoán vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 thì con số này sẽ vượt hơn con số 100.000 người chết vì COVID-19 tại Mỹ. Và hôm nay tại nước Nga đã thông báo nước này trong một ngày đã có thêm hơn 11.000 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên gần 180.000 người nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 1.600 người đã chết tại đây và số người được bình phục khoảng 24.000 người tại Nga. Thủ đô Moscow vẫn là nơi xảy ra dịch bệnh lớn nhất tại Nga với hơn 93.000 ca nhiễm. Ông thị trưởng Moscow đã dự đoán rằng số ca bệnh dự kiến sẽ tiếp tục tăng vì việc xét nghiệm đã bắt đầu được tăng tốc trong thời gian qua. Theo báo cáo thì hiện nay Nga đã vượt qua Pháp và Đức, trở thành vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới về số người nhiễm virus COVID-19. So với những quốc gia khác thì tại Nga mức độ bùng phát với tốc độ khá chậm lúc giai đoạn đầu, nhưng số ca nhiễm lại tăng với tốc độ nhanh chóng chỉ trong vòng 4 tháng. Và chính quyền Nga đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt, gồm đóng cửa biên giới, xét nghiệm hàng loạt, theo dõi các ca nhiễm. Tổng thống Putin đã cảnh báo dịch COVID-19 vẫn chưa lên tới đỉnh tại Nga. Hôm nay cũng có tin rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị viện trợ máy trợ thở giúp cho Nga ứng phó với COVID-19. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Donald Trump đã nói rằng ông sẵn sàng hỗ trợ bất cứ quốc gia nào trong cuộc chiến ứng phó với COVID-19, trong đó có Nga. Và ông cũng nói rằng đã đề nghị cung cấp vật tư y tế cho Nga. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ và Nga hiện nay là những quốc gia có nhiều người bị nhiễm COVID-19 và chết vì dịch bệnh này. Và bây giờ mình đang lái xe vào khu nhà mới tại thành phố Irvine. Xin mời các anh chị và các bạn cùng xem. Và trở lại với những nước ở Đông Nam Á thì số người bị nhiễm vì COVID-19 đã hơn 55.000 ca. Trong đó đã có hơn 1.800 ca đã chết tại đây. Singapore là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Hiện nay số người nhiễm COVID-19 đã hơn 21.000 ca. Và số người chết tại đây đã hơn 20 người. Singapore đã ra thông báo kế hoạch nới lỏng một số hạn chế. Trong đó những dịch vụ như tiệm cắt tóc, kinh doanh tại nhà và dịch vụ giặt sẽ được phép mở cửa bắt đầu từ ngày 12 tây tháng 5, nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch và cách biệt cộng đồng. Số người nhiễm COVID-19 tại Indonesia đã lên đến hơn 13.000 ca, và số người chết tại đây đã gần đến 1.000 ca. Để tránh dịch bệnh lây lan, quốc gia này đã hạn chế cấm đi lại bằng tàu hỏa, đường hàng không và đường biển cho tới ngày 1 tây tháng 6. Chính phủ đã kêu gọi người dân ở thủ đô Jakarta và những thành phố lớn tiếp tục thực hiện lệnh ở nhà. Philippines đã phong tỏa nhiều nơi từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 5, bao gồm cả thủ đô Manila. Philippines đã có hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19 và số người chết tại đây đã vượt hơn 700 người. Tại Malaysia, hầu hết các doanh nghiệp đã được phép mở cửa trở lại và số người bị nhiễm COVID-19 tại đây đã vượt hơn 6.500 người và đã có hơn 100 người đã chết tại Malaysia. Và tại Thái Lan,
chính quyền đã cho phép họp chợ ngoài trời, cho phép những cơ sở bán lẻ nhỏ, những hàng ăn uống đường phố và những nhà hàng không nằm trong trung tâm mua sắm, các công viên, các cơ sở thể thao ngoài trời và những tiệm cắt tóc và những tiệm chăm sóc thú vật đã được mở cửa trở lại. Số người nhiễm COVID-19 tại Thái Lan đã gần 3.000 người và số người chết tại đây đã hơn 55 người. Đó là những tin tức mình cập nhật được hôm nay. Xin chia sẻ đến với các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc các anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên người thân. Và mình xin mời các anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi đoạn video còn lại về cuộc sống ở Mỹ tại thành phố Irvine. Đây là khu nhà vừa mới xây, đa số những căn nhà mà từ một phòng cho đến hai phòng ngủ đều đã được bán hết. Và những căn còn lại là ba phòng ngủ với ba phòng tắm còn lại và giá từ 1 triệu đồng một căn. Xin mời các anh chị và các bạn cùng xem.